Rồi, thì mình đọc cái phần tình huống này cho các bạn nghe. 여러분은 휴가라서 지금 설악산에 있습니다. 그런데 날씨가 안 좋아서 내일 일정을 바꿔야 합니다. 친구와 내일 일정을 다시 세우십시오. Đoạn hội thoại này người ta nói gì đây? Đầu tiên là người ta nói là Hyukarasa. Hyuka đây là từ loại gì các bạn nhỉ? Hyuka, danh từ. Thì các bạn thấy Hyuka này không có chim thì nó sẽ cộng với ra so. Mà ra so này nó có nghĩa là gì vậy? Vì là, đúng rồi. Vì là, nó đi với danh từ thôi. Là mua nhà hay là kỳ nghỉ không? Hyuka, vì là kỳ nghỉ nên là tôi, bây giờ tôi đi đến. Tôi đang ở đâu đây ạ? Đang ở núi Sorak. Đang ở núi Sorak. 그런데 날씨가 안 좋아서 내 일정을 바꿔야 합니다. Thì câu này nó lại xuất hiện cái cấu trúc ngữ pháp ayahata đúng không? Ayahata. Ayahata đây có nghĩa là gì ạ? Phải rồi. Phải, đúng không? Bakuta, bakua, bakuta thành bakuya hata nghĩa là tôi phải đổi. Mà ilchong đây là gì đây các bạn nhỉ? Ilchong là cái dự định. Lịch trình của mình vì thời tiết ảnh cho không được tốt cho nên ngày mai tôi phải thay đổi lịch trình. Rồi, chingua nè il cho người ta chi seu chip xiao seu ta đây là gì đây ạ? Seu là thiết lập hoặc là mình lên một cái lịch trình. Vì câu này có nghĩa là chingua cùng với bạn đúng không? Chingua. Các bạn hãy làm gì đây? Ship show đây là cái đuôi mệnh lệnh nè. Mệnh lệnh. Các bạn hãy làm gì? Lên như là lên lại cái kế hoạch hoặc là lên lại cái lịch trình vào ngày mai. Làm gì đó với bạn. Bây giờ các bạn coi có cái từ nào mình cần chú ý không nha? Mình xem từ vựng trước nha. 경치가 좋다. 경치가 좋다. Đây là phong cảnh. Là gì đây? Phong cảnh đẹp. Phong cảnh, phong cảnh. Nhưng mà trong cái câu này, 역시 설악산은 경치가 좋군요. 좋군요. Thì các bạn thấy cái đuôi câu này là đuôi dạng câu gì đây? Cảm thán. Đúng rồi. Cái đuôi cảm thán. Mình bất ngờ mình phát hiện một cái điều gì đó. Thì ra là mình thấy nó ngạc nhiên. Phong cảnh thật là đẹp. Như giọt xi đang xác định lại cái sự thật nào đó ha. Quả thật là phong cảnh ở núi Sơ Đặc này thật tuyệt vời, thật là đẹp. Không khí đô mải cồi ô, mải cồi ô. Chỗ này là đọc thành chữ mải. Không khí cũng rất trong lành. Cũng rất trong lành. Nhưng mà cái chỗ mặt tà khi mà có hợp với cái âm phụ âm ở phía sau đó là chữ ca đó Marco. Thì mình sẽ đọc là mày cô ca thành sang kia ok mày cô yo ha mày cô không ghi đúng mày cô yo cô yo đây có nghĩa là mày cô đây là gì đây và đúng không ạ? Nhưng mà cô thì mình nếu mà nói trỏng thì nó không được hay cho nên các bạn thêm chữ vô nữa cho cái câu đó nó được thân mật, nó có thể hiện cái sự thân mật trong đó ha. Mày cô yo không ghi đúng mày. Rồi, tiếp theo. 설악산에 참 잘 왔어요. 참 잘 왔어요. 설악산에 참 잘 왔어요. Ai hát vậy? Ai hát vậy? Tí nữa là cho hát nha. Bạn nào hát tí là cho hát. Rồi. Tóc biết đâu đi các bạn. Nó bị lục. Nhà bạn nào mới quẹt cái gì đó. Xe máy kêu nữa kìa. Rồi tiếp. Sơ đạc xa đấy chăm chảy qua sơ con này. Các bạn hiểu được như thế nào đây? Như là mình thấy mình đến nơi đến, này đến núi Sơ Đắc thật là tốt. Như là mình thấy cái lựa chọn mình đến nơi này là không có hối tiếc ha. Mình thấy cái sự lựa chọn của mình là đúng. Chăm chảy qua sơ nha. 그런데 내일 눈이 많이 올 거예요. 이럴 거예요. Là đôi tương lai. Nhưng mà đây là ngày mai. Ngày mai tuyết sẽ rơi rất là nhiều. Sẽ rất nhiều. Nhưng mà 이럴 거예요 đây là giống như là câu dự đoán.
một sự thật chắc chắn xảy ra. Nè, nuôi ní mà nhỏ có hiểu. Điều đó một sự thật là nó chắc chắn. Nhưng mà ngày mai sẽ rất nhiều tuyết. Ừ, ngày mai chắc là trời tuyết sẽ rơi nhiều đấy. Vậy vậy á. À, 그래요. 일기 예보를 들었어요? 일기 예보 là nghe dự báo thời tiết à? Dự báo thời tiết đúng rồi. 일기 예보. Thưa đất xéo, cậu đã nghe dự báo thời tiết rồi à? À rồi tiếp nha. 아까 텔레비전에서 봤어요. 아까 텔레비전에서 à hồi nãy 아까 là hồi nãy tôi đã xem trên TV. Rồi tiếp theo. 그럼 내일 등산을 못 가겠군요. Vậy thì ngày mai không thể đi leo núi. Ngày mai sẽ không thể đi leo núi. Ờ chắc là ngày mai á tôi không thể đi leo núi được rồi. Ừ. Nói lên cái dự cái suy nghĩ của mình đó. Rồi. 그러면 내일은 뭐 할까요? À, cái nó lại xuất hiện cái real cayo nè. Real cayo. Nhưng mà ngày mai đi, cùng đi làm gì ạ? Ờ nếu vậy thì ngày mai mình sẽ làm gì nhỉ? 뭐 할까요? Real Cayo trong câu này á nó có hai nghĩa nha các bạn. Mình giới thiệu sơ về cái Real Cayo này luôn ha. Nhưng mà cái ngữ pháp này nó xuất hiện trong bài số 14 là bài học sau. Real Cayo nó có hai nghĩa. Một nghĩa là đối phương cùng làm cái gì đó với mình. Cùng đi một bộ hai Cayo thì đó là cùng làm gì đó với mình hay không. Và cái nghĩa thứ hai đó là mình hỏi ý kiến của người nghe, mình làm cái gì, mình làm cái việc này có được hay không, giống như hỏi ý kiến thôi. Nếu mà đối phương nói là đừng làm, không đồng ý thì người ta sẽ dùng mò mò chimaseyo. Còn nếu mà người ta đồng ý thì ừ mò mò useyo, hãy làm đi ha. Đó là hỏi ý kiến. Rồi tiếp theo, 우리 수영이나 볼링을 합시다. Habshida là gì đây ạ? À? 수영. Cùng đi bơi và bowling. Chúng ta đi bơi hoặc là đánh bowling nha. 혹시 여러분이 볼링을 해본 적이 있어요? 응? 해본 적이 있어요? 니은 적이 있다 là gì đây ạ? Đã từng. Đã từng. 해본 적이 없어요. Bạn chưa có. Chưa có đi chơi thử hả? Anh chưa chơi đánh bowling lần nào hả? Em cách đây 6-7 năm về trước có chơi một lần. Bowling em muốn trước khi ập sơi rồi. Đê, xem, xem ý kiến anh đê. Bỏ trốn đây học. Dạ. Rồi tiếp theo nha. 글쎄요, 나는 노래방에 가고 싶어요. 글쎄요, tôi cũng không biết nữa, cũng như là 50-50 ha. Đang phân vân, mình chưa biết là có nên đi không. Như là mình chưa có nắm được cái câu trả lời. Cứ sale đang suy nghĩ. 나는 노래방에 가고 싶어요. Là gì? Tôi muốn đi hát. Muốn đi karaoke. 노래방은 저녁에도 갈 수 있으니까 먼저 수영을 합시다. 노래방은 저녁에도 갈 수 있으니까 갈 수 있다. Có thể vì đi karaoke thì buổi tối mình cũng có thể đi được. Buổi tối thì cũng có thể đi. Cho nên mình hãy đi mẫn cho suy nghĩ hãy Shida. Đi bơi trước thì có thể đi vào buổi tối thì chúng ta hãy đi bơi trước nhé. Hát karaoke vì có thể hát karaoke vào buổi tối nên chúng ta hãy đi karaoke trước, chúng ta cùng đi bơi trước. 노래방은 저녁에도 갈 수 있으니까 먼저 수영을 합시다. Giống như là người ta nói lý do là đi hát karaoke thì tối mình đi cũng được, cho nên là mình hãy đi bơi trước đi. Tại vì buổi tối mình đâu có bơi được đâu. Nên là mình kêu là đi bơi trước rồi sau đó tối mình đi karaoke. Nhưng mà trong câu này đặc biệt các bạn lưu ý là nó xuất hiện ngữ pháp unika với lại cái đuôi useo biopsita nè. Ừ. Cái ngữ pháp unika thì mình dùng được với cái đuôi biopsita hoặc là useo. Nhưng mà khi các bạn dùng also thì không có dùng useo hoặc là biopsita được nha. Đó, thì đó là cái sự khác biệt giữa also và unika. Các bạn cần phải nắm. Rồi tiếp theo. 그래요. 그리고 모레 날씨가 좋아지면 등산을 하거나 테니스를 칩시다. 그래요. 이 đi. 그리고 모레 là gì đó? 모레. Ngày mai. Ngày kia. Ngày kia là ngày mai. Nếu mà thời tiết.
Jua thì chi tiện miền. hơn. Jua chi miền là gì Trở đây? lên tốt, À, nếu mà trở thời tiết trở trở nên lên tốt nếu trở lên tốt thì mình hãy đi tiếng xa nơi hang mình đồ nè. sẽ đi leo núi hoặc là chơi tennis. Mình đi leo núi hoặc là đi đánh tennis. Tennis tốt thôi, được Tôi thôi. Chua như là đồng ý, tán thành với ý kiến của bạn Ichiro nha. Rồi bây giờ như thế nào đây, giờ các bạn đọc nha, bây giờ dành cho các bạn đọc. Xin mời bạn Nam Tường với lại bạn hai bạn, một bạn nam bạn nữ đi, bạn Trần Dung. Trần Dung với lại Nam Tường. Yoshi Sơ lắc Các sang bạn chia chi sẻ ta giùm chút hen quần nha mấy đồ bạn. kiên kỳ cô Các bạn trên mắc mic chia cô sẻ giùm hen. rồi sơ lắc sang đây chăm chăn Ủa? chăm chăn rất sơ rồi. Bạn Dung đâu rồi? Nếu bạn Dung đọc không được thì mình gọi khác nha. Xin mời bạn Hằng. Rồi, không nghe. Rồi, em là Hằng là Ichiro hen. Rồi đọc lại đi các bạn. Rồi, bắt đầu lại nha. Yoshi, sơ lắc sơ lắc kiểu chỉ có chụp cung nhỏ. Cung kỳ tô mặc cung nhỏ. Mặc cung. Sơn lắc sơn lê chăm chan vắt sơ rồi. Kurang tệ này. Nún đi, mán đi, ổn tôi rồi. Cô đây yo in khi dây bồ rừng tư rớt sơ. Aka thế đi cho này sơ quá sơ rồi. Rừng này in từng sàn lên mốt cắt cũng mốt cắt à mốt hạ hạ kết cũng nhỏ. Kurang nhỏ, này rất muốn hành cao. Uri Suzan Ina Bunling Hamsida. Pinseo, nana, nure pame, kapus Norebang cho nước kê tô Kansu Isunika mượn chờ Suzan Hamsida. Kreo, kriko, mure, ansika, chua, chimion, kusan, kapona, kemisuren, chipsida, chimsida. Chipsida. À, ok. Chipsida. J�아요. Rồi, ok các bạn. Mình sẽ tí nữa mình sẽ dành thời gian để cho các bạn nói nhiều hơn. Bây giờ mình chỉ phân tích nghĩa thôi. Rồi. Nếu mà được thì các bạn sau buổi học này các bạn ghi âm lại cái đoạn hội thoại này rồi gửi lại cho Trang để Trang nghe đi cho mình tiết kiệm cái phần đọc ha. Rồi bây giờ mình qua phần số 3. Số 3. 여러분은 3년 동안 한국에 근무하러 갈 겁니다. 근무 ở đây là gì đây ạ? Cư mù là đi làm đúng không? Đến Hàn Quốc làm việc. Xong nhân tuần an Hàn Quốc kế cư mù hà đó khải cơm nhỉ ta. Vậy thì các bạn sẽ đến Hàn Quốc làm việc trong mấy năm đây? Xong nhân tuần an là trong 3 năm nè. Hàn Quốc chính quê kế Hàn Quốc kế nải si giờ đêm nải si ấy tề hề so. Các bạn hãy hỏi ai đây? Người bạn Hàn Quốc của mình nè. Người bạn Hàn Quốc về cái gì đây ạ? À? Về thời tiết mùa hè ở Hàn Quốc. À, mùa đông mùa xịp xịp rồi đó. Rồi bây giờ mình phân tích đoạn này nha. Các bạn xem lại cái nick nhà mình ai bị về nhiều lắm mình tắt đi. Để coi coi. Ừ, được rồi đó. Rồi cái đầu câu đầu tiên. Martin C. 언제 한국에 갈 겁니까? 언제 한국에 갈 겁니까? Là gì đây ạ? À? Khi nào Martin sẽ đến Hàn Quốc đúng không ạ? 다음 달에 갈 겁니다. Bạn này nói là tháng sau đúng không? 다음 달에 갈 겁니다. Tôi sẽ đi. Tháng sau sẽ đi.
민수 씨, 한국의 여름 날씨는 어떻습니까? Thì bạn Martin muốn hỏi Minsu là thời tiết mùa hè ở Hàn Quốc thì như thế nào? 어떻습니까? 한국의 여름 날씨는 덥습니다. Thì thời tiết Mùa mùa hè ở hè Hàn Quốc nó như thế nào? Thập thì nóng, nóng nóng, nóng nực. Thực khi là Changmacheol이 ma되면 trang ma Changmacheol이 되면 습기가 많고 후텁지근합니다. mùa đặc biệt là mùa mưa thì đặc biệt đúng không ạ? Thực khi chi à, Changmacheol là gì đây ạ? Mùa mưa. mùa Y mưa ca mùa tuổi tà có nghĩa là đến mùa mưa. Nếu mà đến mùa mùa mưa thì Suki là gì đây? mùa Độ ẩm đúng không? Có mùa nhiều độ ẩm và hô thấp chi gần. Đây là nóng bức, nóng mà nó rất khó chịu lắm. Thì đó là hô thấp chi gần hồng nhì đà. Rồi tiếp theo, chẳng ma ga mùa xin nhỉ có. Bạn này hỏi gì đây ạ? Chẳng ma ga mùa xin nhỉ có. Là gì đây? Chẳng ma là gì vậy? Bạn này đâu biết chẳng ma là gì. Rồi thì các bạn Minh Su trả lời là chẳng ma nên giờ rơm e và khăn đài chồng đô. Biga 오는 시기를 말합니다. Thì bạn Minh Su mới nói là chẳng ma đó. Ý nói là cái thời gian mà mưa, trời mưa. thông Khoảng mấy thường tháng đây ạ? Khoảng hắn đài chồng hàng đô, tháng một tháng vào mùa hè. Chẳng ma là cái mùa, ý nói là mùa mưa trong khoảng một tháng. Biga 오지만 시원하지 않습니다. 지만 là gì đây ạ? Chiman mình học chưa? Tuy nhưng đúng không ạ? Hai cái mệnh đề này nó đối lập với nhau. Mệnh đề trước và mệnh đề sau. Tuy nhưng, tuy trời mưa nhưng mà như thế nào? Shiwanaji ansumida. Không, không có mát mẻ gì hết. Không cảm thấy mát mẻ. Rồi tiếp theo, onje changmaga shijak demnika? Vậy thì khi nào hôm qua à, khi nào mới bắt bắt đầu đầu à, mùa mưa vậy? bắt đầu đến mùa mưa và mùa Mùa mưa mưa được đấy bắt đầu vậy? em Boteng, đọc rồi em được rồi Boteng, thông thường 6월 중순이나 tháng 6월 sáu말부터 장마가 시작됩니다. 예, thường thì 6월 중순 ở đây từ là tháng sáu đến tháng giữa 10 tháng 6 đúng không? 6월 à중순 là giữa tháng 6 và một 6월 tháng말, 6월 말 là gì đây? Cuối tháng 6 à, nè rất quen ha. Buteng là từ. chú Thường mai là thì cuối từ tháng rồi giữa tháng bắt 6 hoặc là cuối tháng 6 thì mùa mưa được bắt đầu. đầu Changma가 시작됩니다. Changma가 끝난 후에 날씨는 어떻습니까? Đây có nghĩa là cái thời tiết mà sau khi mùa mưa kết thúc á, sau khi kết thúc mùa mưa mùa kết thúc như thời thế tiết như nào nào đúng không?굉장히 덥습니다. Cái chữ này ê nha, ê. Còn ê kia là sau khi, cái này nếu mà dùng ê này là nó như là nó phụ thuộc vào narsi rồi. đọc mình nói là nghe tiếng Khuyến trang y tập sinh gì ta? Khuyến trang y là chỉ một cái mức độ nó rất là nóng đúng không? Mức độ rất là cao. Khuyến trang y tập sinh gì ta? Rất là nóng. 그래서 오후에 밖에 너무 오래 있으면 더위를 먹습니다. 더위를 먹다? Là gì ạ? Này nếu mà mình nói đúng từ với từ là ăn ăn cái nóng nhưng mà tiếng Việt mình có thể nói là mình bị ăn nắng nha. xem Ăn nắng. 그래서 오후에 밖에 너무 오래 있으면 nếu mình ở ngoài lâu vào buổi chiều á thì như thế nào? 더위를 먹습니다. Mình sẽ bị nám, bị ăn nắng. Bị bắt nắng. 더위를 먹으면 어지럽고 머리가 아픕니다. 더위를 먹으면 nếu như mà mình bị say nắng. Thì bị gì đây ạ? Oxyropo có nghĩa là gì đây? chóng mặt Chóng mặt. Mỗi cái không nhỉ ta là đau đầu. đau Chóng mặt rồi đau đầu. Aigu, aigu, beolseobuteo geokjeongi deumnida. Chưa gì mà đã thấy lo lắng rồi. Aigu, ôi chưa gì mà đã thấy lo lắng. Beolseobuteo. Rồi, 저는 여름을 싫어합니다. Tôi thì tôi ghét mùa hè. Các bạn thích mùa hè.여러분, 어떤 계절을 좋아해요? Các bạn thích mùa gì ạ?
Các bạn thích mùa nào? Mình thì ở Hàn Quốc thì mình thích mùa hè. Nó nóng nhưng mà mình mặc đồ mỏng dễ chịu hơn là mặc đồ dày. Với lại mùa hè mình có thể đi xe máy, còn mùa đông lạnh đâu đi xe máy được. Nên mình thích mùa hè ở Hàn Quốc, thích mùa hè. Cậu chung Hachima ship show. Cậu chung Hachima ship show, cậu đừng lo. 제가 좋은 방법을 가르쳐 드리겠습니다. Tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách tốt. Tốt. Cách hay. À, chỉ cho bạn cái cách hay. Rồi bây giờ mời hai bạn đọc trang bằng này nhá. Xin mời bạn Tuấn Anh và bạn Vũ Thủy. Thủy với lại Tuấn. Nè. Anh đọc thử đi. Martin si ơn si han cu ke kan cơ mỹ cơ. Tam ta re kan com ni ta. Min chu si han cu ke yo rim nan si nên ở tục sư ni ca. Ăn cá là ông đọc trong đấy. Han cu ke yo rim nan si lên tập sư ni ta. Thực khi chắc mà cho ni cho đi tuyên niên. Thực khi ca mặt cô mặt khô hù thớp chi cơn ham mi ta. Chang chang ma ka mu im ni ka was im ni chang ma chang ma ka mu was im ni ka chang ma nu chang ma lun serum me iyak khan dan chang to pi ka olun sikirun man hamita pi ka ujima siun hanji an sumida onje cha changma ka si chak den ni ka bothong juon chung suni ina juon man pu thơ changma ka si chak den ni ta changma ka geunnan hwe nan si neun eotteok sumnika kwang chang hi tap sumida Grace Ohue Pakke Lemu Ore Quen Quen Chang Hi Quen Chang Hi có Quen Chang Hi Quen Chang Hi Quen Chang Hi tập Sumita Grace Ohue Pakke Lemu Ore Itzumien Ewiren Mak Sumita Ewiren Makumien Oji Rukko Merika Apumita Ôi, ôi cô, bọn sơ bụt thơ, cọc cho nghi tuyên nì ta. Thì đây, cô giờ để cái chuột này. Cho nên, gió đêm xí rô hâm nì ta. Cực chân Hachima xíp xíu, chè ca chủ ơn bằng bập vân Karuchi ơ tư ri kết xư mì ta. Karuchi ơ tư ri. Đọc nhanh chữ chờ ơn mình. Karuchi ơ. Nhanh lên tí. Ok. Có những cái từ vựng như sau. Cái từ nóng nực, nóng bức. Đó là cái từ gì nè? Mua thóc chì gân. Mua thóc chì gân à ta. Mua thóc chì gân hèo. Mua thóc chì gân. Mua thóc chì gân. Mua thóc chì gân. Rồi. Nhiều độ ẩm. Sức khi ca mà. Khi cam sức khi cam mạnh thở bị say nắng nắng hơi rớt mọc hơi rớt mọc ta có cái từ bufe chisu cá nộp ta ở trong đây nè là gì đây chỉ số không thoải mái cao đúng không bufe là không thoải mái chisu là chỉ số nộp ta là cao il cho cha ga shimada il cho cha ga shimada đây là gì đây yêu thương cha đây là nhiệt độ trên lập trong ngày cao và nhiệt độ thay đổi trong ngày cao thằng ma trời đây là gì đây thằng ma trời mùa mưa yuê trung xuân ở đây là giữa tháng sáu vậy thì cuối tháng sáu mình nói như thế nào cuối tháng sáu buôn màn yuê mày vậy thì đầu tháng sáu các bạn nói như thế nào đầu tháng sáu yuôn thọ
đầu là gì đây? Chô, yuol chô. Chô, à chô chô Luôn chô. chô, Em luôn yuol luôn chô. chô. Tiếp theo, chống mặt là gì? Chống mặt. Ờ, chị đọc ta. Ochiro ta đúng không? Ochiro rồi. Phương pháp là gì ạ? Phương pháp. Thăng Thăng phẩm. Thăng bớp, thăng bớp. Dạy, chỉ dạy cho. Karuchita. 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 Nó có học Aotita hoặc là Aoturita. Ok, rồi bây giờ mình qua các phần luyện đọc nha. Các bạn muốn nói hay muốn đọc đây? Nói được không? Nói 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 ha, vậy thôi mình chuyển qua cái phần nói đi, đọc để biết sao cũng được nữa. Rồi các bạn sách gấp sách lại đi. Luyện công đi. Mình bắt đầu nói đọc rồi. Mình sẽ áp dụng động từ Bát Quy Tắc. Rồi, ok. Các bạn xem cái câu bạn đang khóc hả? Bạn đang khóc hả? Nói nào ạ? Bạn đang khóc à? Cố ý sợ đó. Urukuisoyo. Không gặp urukuisoyo. Vâng, vì bộ phim nó buồn quá nên tôi đang khóc. Vâng. Lê Nè cứ dông hoa dòng hoa ư a chu oro tên oro buồn so quá là gì? Nó muốn cứ alo oro sinh cứ dòng hoa sơn cứ dòng hoa cơ ra chinh cơ so nên tôi đang khóc hay sao sao sinh phu thôi sinh sinh pho so ulgo isseumnida ulgo isseoyo cũng vậy. Nói lại ha, chigeum ulgo요? 네, 영화가 너무 슬퍼서 울고 있어요. 자, 이렇게 태우냐? 이제 약간 이제 뜻이 왜? 네. 주말에 소풍 잘 갔다 왔어요? 그게 얘기다. 보이턴 보이턴 울던 소풍 잘 갔다 왔어요? 소풍은 뭐야? 소풍은 뭐야? 소풍 말 나와요 나와요 영화에. 네, 잘 갔다 왔어요? Đi về có vui không? Chạy hoặc là đi về có bình an không? Tại vì chữ chạy này nó có nhiều nghĩa lắm. Chạy có nghĩa là vui hoặc là đi về có bình an vô sự không? Rồi, anh nhô, 날씨가 나빠서 소풍을 못 갔어요. Anh nhô. Về thời tiết vì thời tiết Ừ, xấu. không, vì thời tiết thời tiết quá xấu, vì thời tiết xấu nên tôi không thể đi. Không thể Vì thời đi tiết xấu tôi không cắm đi trại, không thể đi dã ngoại được. Rồi ok. Rồi bây giờ tới các bạn nói nè. Bây giờ mình đang ở trường nha. Mình là người ở cái điểm 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 đích thì cái điểm đó. Tại sao hôm qua em lại không đến trường? quê Quê. quê Quê con chê Quê hát kêu với quê hòa ăn cả hát quê kêu với hát hát kêu hát bắt sỏi cô ăn hát sớ quê ở hát trên hát kêu với ăn hát sớ ăn hát sớ. Rồi vì em bị đau bụng rất nhiều nên em không thể đến trường. mạnh Thế mạnh đi cô mạnh học mạnh hát mạnh đi sớ
mani veka apasu veka mani apasu hakyo e apasu hakyo e một 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 cắt rồi một cắt rồi một cắt rồi một cắt rồi tiếp theo các bạn cho mình biết cái từ đẹp á mình chia ao vô như thế nào gì ta bơi rồi rồi tắt đèn tắt cái gì đó cứ tà như thế nào coi rồi coi rồi coi rồi rồi vậy các bạn nói cho mình biết là cái từ bạn đau bạn đói bụng không bạn đói bụng không đói bụng không đúng rồi cột phư tà thì nó thành cột phai ồ không tôi không đói bụng tôi không thế đó anh yêu thế đó anh yêu biết cả phư chỉ ăn này rồi cột phư chỉ ăn này okay. Rồi các bạn có câu này nè chú hi si tham diệp bư chớ là gì đẹp chú hi si nên tham diệp bư chớ gì là cũng cái gì cũng đẹp chứ chú hi bạn đó tên chú hi nha chú hi tham diệp bư chớ đẹp chứ rồi tiếp theo 얼굴은 예쁘지만 성격이 별로 안 좋아요 khuôn mặt thì khuôn mặt thì đẹp khuôn mặt thì đẹp à khuôn mặt thì đẹp nhưng mà không có gì đặc biệt mặt thì đẹp son chọt là gì ta son chọt nhưng mà tính cách thì tính cách. Không không đặc biệt lắm con chọt à tính cách ảnh không có tốt lắm hơi lộ tốt lắm hơi lộ ảnh rồi không tốt lắm nha 얼굴이 얼굴은 예쁘지만 성격이 별로 안 좋아요 Rồi tiếp theo nha. Giờ mình dùng cái ngữ pháp dù nha, auto đó. Hoàng, anh Hoàng nha. Bây giờ mình nói anh Hoàng tuy bị ốm. Bị ốm là gì các bạn? Bị ốm. Bị ốm là gì nè? Mơ mi ập phư tà phải không? Bạn ba rư tà. Ập phư tà, mơ mi ập phư tà nha. Anh Hoàng á dù bị ốm đi nữa thì lúc nào luôn luôn là vận động luôn luôn là gì đây thắng rằng đúng không lúc nào thắng rằng vận động là gì đây uống đơn hèo bây giờ mình nói lại câu tròn trịa đi anh Hoàng tuy dù có ốm đi nữa thì anh ấy lúc nào cũng vận động cả Hoàng suy luôn Momi Marutiman cha chu uốn tông hè rồi apato apata apato đi dù như thế nào đi nữa thì cũng thì mình dùng phương pháp auto ha hoàng xin nên mồm mi apato hăng sang uốn tông ấy hè các bạn nói lại em trang câu này đi uốn tông hè hoàng xin apato mồm mi apato hăng sang uốn tông hè hè rồi ok mày qua cái phần khác nha sau mình sẽ sử dụng cấu trúc ngữ pháp dự định nha tôi định tuần sau về Việt Nam tôi định tâm chu về Việt Nam tâm chu về Việt Nam tâm chu đúng rồi tâm chu tuần sau tâm chu về Việt Nam ấy khai gì đây ạ cái đuôi gì đây Karaoke Karaoke hiểu đúng rồi Karaoke hiểu rồi cũng là cái đuôi leo của hai tà nha vào cuối tuần này tôi định gặp bạn ở đây trên đi đây trên chúng ta Ivan chúng ta đây trên này so chinh cô đơn mà na leo cô hẻo đúng rồi
Ồ, tiếp theo. Tôi định uống bia với người Việt Nam. Tôi định uống bia với người Việt Nam. Betalam Salam. Betalam Salam 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 từ Hàn Quốc hoặc là Betalam Salam Salam từ Salam qua mẹ chủ rể mà si đều cô hiểu. Salam Salam Các bạn sử dụng cho mình câu trúc ngữ pháp miền nha, miền nếu thì nếu cô tí đi nữa cô. theo nếu quẹo bên tay phải thì sẽ thấy được bưu điện, thấy được là vô y tà nha, vô y tà đây là bị động từ, thấy được bưu điện là gì, các bạn nói cho Trang cái từ bưu điện đi. Uchiku. Rồi. Khi mà đi với Quên. bị động từ thì trước động từ, bị động từ đó mình dùng trợ từ gì đây? Y hoặc là ka chứ không phải là uru nha. Rồi, các bạn nói đi. Nếu quẹo phải thì sẽ thấy được bưu điện, các bạn nói cho em câu này. Quên chúc U cơ rô cam ô đơn chúc cơ viên u chê cơ cúc cam nhau. u chê cúc ca Chúc bồi vui vô ta. y vô y tả Uchiku ka quá độc luôn ha. Uchiku ka. Uyên cơ rồi, bố yên cơ Chào rồi. chào các bạn, chào các bạn. Uchiku gì? Ô chê cúc Uchiku ka. Ê, ô kê. chê cúc kê. Ừ. Ô chê cúc kê Ô bồi chê cúc tăng kê, chê. bố yên cơ rồi. Cơ Ừ, dê rồi. nắm được mà tự nhiên nói cái nó bị loạn xạ vậy đó. Rồi, Ôi. Uchiku kuro kam, orenjo kuro kamen, Uchiku, Uchiku ki, boyoyo. Nếu không có thời gian thì tháng sau mình gặp lại nhé. Sikan Sikani Absumien Absumien Tam Kam Nam Tare Mannasi Mannasita Mannan Kao Ok, Mannan 시간이 없으면 다음 달에 Tam Sư다시 만나요. Ok, rồi. Anna Nếu cuối tuần này trời mưa thì tôi không thể thì chắc tôi không thể đi du lịch được quá. Cuối tuần này nếu trời mưa thì chắc có lẽ tôi không đi du lịch được. Ibon Ibon Chu Ibon Cuối Chu tuần Elon Iban Chuma Bika Bika Omien Ibon Chu Mare Ibon Chu Bika Mare Bika Bika Omien Omien giờ giờ hàng gần can su up rồi. Giờ hẹn ơi, khai Ừ. su rồi. Nếu không phải là học sinh thì không không thể nhận được cái phần giảm giá, không có nhận được giảm giá là gì các bạn nhỉ? Không được Tên giảm giá. C nói gì nữa đây? Harin. Harin. tiếng ca có tiếng ca Harin. Harin được được giảm giá là Harin đấy, bạch ta. Harin Harin은 Harin은 맞다. Rồi, nếu không phải là học sinh thì bạch bạn không thể được giảm giá. Nói nào. học sinh y à đi Nhân học viên sinh không? học sinh À, y à học sinh y à đi viên han han in đơn Harin을 anh Harin을 không thể. Hà Linh lên Anh xua học rồi xua Harin을 받을 수안안뜬 받을 수 없어요. 이거 아니야? 받을 수 없어 하리 학생이 아니면 할인을 받을 수 안녕 없어요. 오케이. 와 phần khác. Giờ mình qua phần đã từng nha. Niên cho khi tà, niên cho khi tà ha, đã từng chưa từng á. Tôi chưa từng ăn qua món này. y âm xích cân cơm y âm xích cân mặc cân nó chắc kỳ ọp sòi mọc 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 Thường cân á, chắc bột kỳ tà ọp nó sẽ kết sòi hợp với ao bột tà. chắc kỳ ọp sòi Các mọc bạn nên cân chắc dùng kỳ mọc ao bột ọp tà. sòi rồi Y âm xì cưới mọc ao bột tà ký ọp sòi. Tôi chưa từng Ừ.
Tôi chưa từng gặp người đó. Tôi chưa từng gặp người đó. Tôi đã từng hút thuốc. Bây giờ mình dùng cái cấu trúc ngữ pháp với lại nha. Và hà cô hoặc là qua hoặc là qua. Tôi muốn đi đi đâu này? Tôi muốn đi biển với cậu. Tôi muốn đi biển với cậu. Bây giờ mình dùng cái ngữ pháp ryoko nằm ở giữa câu nha. Nếu mà hồi nãy mình nói ryoko là định nó nằm cuối câu rồi, bây giờ nó nằm ở giữa câu là để ha, để làm một cái mục đích nào đó. Tôi đã đi đến quán ăn Hàn Quốc để ăn món sao kiểu sao Hàn Quốc Hàn Quốc cũng thích Hàn Quốc cũng thích Hàn Quốc cũng thích thằng ấy Hàn Quốc cũng thích luôn bọc mình sẽ nói cái mục đích của mình ra trước rồi kết hợp với Ryoko rồi mới nói Hàn Quốc ông trước chứ ví dụ như là để làm trước cho nó. Tôi đi đến quán ăn Hàn Quốc để ăn món Hàn. Thì các bạn sẽ nói để ăn món Hàn trước rồi mới nói đi đến quán Hàn Quốc sau. Hàn Quốc cũng sẽ good. 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 Hàn Quốc cũng rồi tiếp theo tôi đã đi biển đi tôi đã đi biển để chụp ảnh. Chụp ảnh là gì đây? Sachin Chikur Sachin Chikuriko tôi đã mua sách để học bài. Tôi đã mua sách để học. Tombu Harioko Tombu Harioko chakun sasseoyo. Sasseo. Tombu Harioko chakul sasseoyo. Đúng rồi nha. Có cái này đã. Nãy cái micro cắm vô. Rồi, rồi các bạn thử có người đặt câu xem. Ví dụ như đi đến đâu đó để làm gì? Mình dùng ngữ pháp gì đây ạ? Đi đến đâu đó để làm gì? Đi đến đâu đó để làm gì? Ừ. Uro kata, uta đúng không? Uro kata đúng không? Uro kata, uta. Giờ mình nói là khi mà nói tiếng Hàn các bạn dịch tiếng Việt cho mình nha. Nanen chimeun hasiro gonhange gassoyo. Em quá chẳng nghe. Dẻ dẻ quá. Dẻ quá. Bạn nào ngoài đường sao ấy? À, hết rồi đó. Các bạn dịch lại chim này là gì nè? Hành lý không?
짐을 찾다 là tìm hành lý. 나는 짐을 찾으려고 찾으려 공항에 갔어요. 나는 sân bay để tìm hành lý. Tôi đã đến sân bay để tìm hành lý. Rồi tiếp theo nha. 나는 친구를 만나러 베트남에 갔어요. Đến Việt Nam để gặp bạn. Đến Việt Nam để gặp bạn. Ok, tôi đến Việt Nam để gặp bạn. 점심을 먹으려 베트남 식당에 갔어요. Đến quán ăn ở Việt Nam. Để ăn món ăn. 점심을 먹으려 베트남 식당에 갔어요. Tôi đã đến nhà hàng ở Việt Nam để ăn trưa. Để ăn. Ừ, ăn trưa đúng rồi. 영화를 보러 극장에 갔어요. Tôi đã đến rạp hát để xem bộ phim. Nghe lại hả? 영화를 보러 극장에 갔어요. Tôi đến rạp chiếu phim để xem phim. Đến rạp chiếu phim để xem phim. 사과를 사러 시장에 갔어요. 사과를 사러 시장에 갔어요. Đi chợ để mua hoa quả. Sao quả là hoa quả hả? Là táo. Táo ha. Táo. Mua táo. Ok. Rồi bây giờ các bạn dịch cái phần khác nha. Bây giờ mình dịch phần gì ta? Bài hồi hội đi. Lấy bài hỏi cho bạn dịch bài mới nha. Bài dễ quá, kiếm nào có khó. Hay cô cho một bạn nói tiếng Việt, bạn dịch sang tiếng Hàn đi ạ. Bạn nói tiếng Việt, bạn dịch tiếng Hàn. Ai nói tiếng Việt đây? Em nói tiếng Việt. Ừ, em nói tiếng Việt đi, rồi kêu bạn nào dịch tiếng Hàn đi. Vâng. Ừ, nói đi. Nói đi, gì chứ? Tôi đến cửa hàng hoa để mua hoa tặng bạn gái nhân ngày sinh nhật. Tôi đến cửa hàng bán hoa để mua hoa tặng bạn tặng gái, bạn gái nhân ngày sinh nhật. Dài quá. Nhân ngày sinh nhật của bạn gái. Bây giờ mình tắt ra từng câu đi. Tôi đến cửa hàng bán hoa để mua hoa tặng bạn gái. Rồi, tặng bạn gái thì mình chết rồi. Bạn gái là gì? Giờ cho chuyên cô. Giờ cho chuyên cô. Giờ cho chuyên cô ấy cái chú lọc chú... ok chú lọc 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 sát rồi. Đánh là nó, mình phân tích cho các bạn nhớ nha. Do ta xin quê kê xong mùi hai là vô. Thì đây là mục đích của mình định tặng để mà tặng hoa cho bạn gái. Mình nói cái cụm này trước. Quốc kha kê ế hạ thó của chứ sát rồi. Tôi đến tiệm bán hoa mua hoa để tặng bạn gái. Đó, được không? Rồi tiếp. Bạn nào đi? Rồi, tới bạn tiếng Anh đi. Tới bạn tiếng Anh. Nói tiếng Việt hả cô? Bạn nói cho bạn Tuấn dịch lại. Không nói được tiếng Việt à? Thôi để mình nói cho các bạn dịch đi. Vâng, thì cô mình nói nghe đi. Để các bạn lại nghe luôn. Mình kiếm cái phần nào có khó. Làm thế nào để nghe tốt cô ấy? Khó quá. Để nghe tốt thì các bạn
phải xem từ vựng, với lại mình nghe thật là nhiều, mà phải nghe nhiều mình nhớ được cái cụm từ đó nữa mình mới nghe được. Chứ giờ bạn nghe mà bạn không hiểu thì sao nghe được, không? Để nghe được trước tiên các bạn phải nắm được từ vựng đó có nghĩa là gì, cấu trúc ngữ pháp trong đó là người ta sử dụng cấu trúc ngữ pháp gì, rồi mình nghe thử một lần, rồi nghe lại lần thứ hai, nghe lại lần thứ ba, thì lần thứ tư, lần thứ năm bạn sẽ biết được cái từ đó là mình đã nghe rồi thì mình sẽ nghe được. Thì đó là cái phương pháp nghe tốt là như vậy. Còn cái cách nói, cái nói để nó tốt thì các bạn phải làm gì? Các bạn phải nói, sai mình cũng phải nói, đừng có sợ mình sai rồi người ta nói mình học dở, thì đừng có sợ cái phần đó, mình cứ nói đi, rồi sai chỗ nào người ta phải sửa cho mình thì mình rút ra kinh nghiệm lần sau mình sẽ nói tốt hơn. Thì đó là cái phương pháp để mình nói tốt. Hoặc là để nói được thì bạn phải nắm được cái từ vựng, rồi mình phải luyện nói nha. Quan trọng là mình có thực hành hay không. Nhiều khi bạn biết là cái từ đó là, ví dụ như mình nghe được nhưng mà nó không có đúng cái từ đó, cho nên đối phương người ta không hiểu, bắt buộc các bạn phải nói ra một lần. Sai thì người ta không hiểu thì tự nhiên mình mới cảm nhận, ủa sao mà mình nói người ta không hiểu, thì do cái phát âm của mình. Mình phải luyện cái phát âm sao cho người ta hiểu được, đó mình nói được rồi. Sai cũng nói nha, cứ tại ai cứ nói mình nói, mình cứ nói, nói như như chưa từng được nói. Yeah. Nhiều khi như thế này nữa nè, các bạn biết được cấu trúc ngữ pháp đó, các bạn biết từ vựng là như vậy, mà sao mà mình không có tự tin để mình nói? Đó là một cái vấn đề quan trọng. Cái này nữa nè nha, tự nhiên mình nói chuyện với những cái người mà mình biết, mình quen thì mình nói tốt, mà cái người lạ lẫm mình gặp thì mình nói không được, mình run quá, mình nói câu không ra câu, chữ không ra chữ, cái người ta tưởng mình không có giỏi tiếng Hàn. Nhưng mà không phải đâu, cái đó là tâm lý các bạn ơi, tại vì người lạ mình không có quen hơi, cho nên là nhiều khi mình không có nói được, mình sợ người ta nghĩ mình nói không tốt, cái mình bị bập bẹ bẹ. Nhưng mà cái người mà mình thân thì mình nói được, cái đó là tâm lý, như là mình thấy mình bị rồi á. Không biết các bạn có vậy không? Có. Có. Nên là kệ đi, giờ mình cứ đừng có mặc cảm gì hết, nói như chưa từng được nói đi. Sai thì rút kinh nghiệm để mình làm tốt cho lần sau. Thì ơi nói đi em ơi. Nói đi, thì đó, các bạn cứ nói đi. Thì ngủ. Sai. Thì ngủ rồi. Mình sửa. Còn mình sai thì cô của mình sửa. Rồi giờ tới bạn Tuấn Anh nói đi, rồi mấy bạn kia sửa. Nói tiếng Hàn của. Rồi câu này nha, các bạn thử nói Trang câu này, nhưng mà cấu trúc mình chưa học. Bạn có biết là lớp học nằm ở đâu không? Bạn có biết là cái mít cái lớp học mình nằm ở đâu không? Nói sao nào? Nói thế nào? Lớp học à? Lớp học. Kyo Shin. Kyo Shin. Suo. Kyo Shin. Ở đâu là gì vậy? Kyo Shin. Ở tì. Biết. Ở tì ấy. Ở tì ở đâu? Ở tì ở đâu? Ở tì ở tì ở đâu? Các bạn. Chun là. Chun là đâu? Rồi, khoan. Các bạn nói đúng cái từ arayo với lại oti, đúng rồi. Nhưng mà ở giữa nó mình sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp gì nè? Cấu trúc là modu. Oti arayo. Oti inji. Oti inji hoặc là oti inji. Đây. Oti inji arayo. Đây là inji, đây là gì đây? Đây là inji. Cái cấu trúc ngữ pháp nó nhằm để nói mệnh đề thứ nhất và mệnh đề thứ hai lại với nhau, và đó là cái câu hỏi, câu nghi vấn nằm ở giữa câu ổ tiên chi à đấy, nó liên kết mệnh đề thứ nhất và mệnh đề thứ hai lại cho nó suông ha. Chứ nãy mình không sử dụng cấu trúc ngữ pháp này thì nó nghe rời rạc lắm. Ổ tiên à đấy cũng được, nhưng mà để cho nó mượt mà hơn các bạn dùng cho mình mi in chi ngừng chi ha. Tại sao cái chỗ này dùng OTA ít lần chi cũng được phải không cô? Được luôn. OTA ít lần chi ok luôn. Ít lần chi hoặc là OT thì đây là nó vừa là danh từ vừa là gì? Vừa OT rồi. Từ để hỏi. OT in chi à đây ô. Đại từ nghi vấn. Cho nên chỗ này mình có thể là OTA in chi à đây ô, hoặc là OT in chi à đây ô. Các bạn thấy nó mượt hơn hồi nãy không?
Ở thì Vâng. audio thì Yeah. nó không có được mượt, nó nghe nó tách rời lắm. Nên mình cứ dùng mic trên thì nó tác dụng nó là vậy. Rồi, bây giờ trả lời. Vâng, tôi biết nó nằm ở đâu đấy. Tôi biết nó nằm ở đâu. Nói nào. Nè, ở thì yên lần chị. À ra rồi. Rồi, có câu này nữa nha. Đây. Cái câu đó những câu khác nó đặc biệt hơn để giảng. Giờ cô nãy mình nói rồi. À, nếu không có việc gì thì hãy đến nhà của tôi. Nếu không có việc gì thì hãy đến nhà của tôi. Không có việc gì mình có thể dùng cái cụm là thời thời y thời y Alin, ở sư nha. Alini, Opsor, Các bạn dùng cho Trang cái từ là Alini, thời y thời là việc gì đó nha, nó thường đi chung với cái đuôi phủ định. Thời y hãy đến nhà tôi, Opsilion, hãy đến nhà tôi. Alini, Opsilion, Opsilion, Orichipe, Alini, Opsilion, Hãy hãy là mình dùng cái đuôi gì đây? Casio, Casio, Một một xíu. Casio, Hãy đến đến nhà tôi, hãy cho mình dùng cái gì đây? Tôi đang nhà này, đến nhà tôi mình dùng ô tà, kêu nó lại lại Tô tả cái chỗ của mình thì mình dùng ô Uri tà. chip Oseo Ô xèo, tiếng Hàn và tiếng Việt mình nó có một cái chênh lệch như thế này, sự khác biệt nha chỗ này. Ô tà ca tà, việc mình cũng chưa có đi sâu vào cái vấn đề này lắm, chưa có đọc hết cái quyển sách đó, nhưng mà mình có một vài cái quan điểm như sau. Ô tà ca tà theo các bạn sẽ giải thích cái này mình sẽ dùng như thế nào, có bạn nào có ý kiến gì? Ca tà ô tà tiếng Hàn á, ví dụ như người ta sẽ đặt cái trọng tâm vào cái phần vị trí của người nói, vị trí của người nói nha, người nói là hoa cha, hoa cha em thì nếu mà người nói đang ở cái điểm mà người ta đang đang ở đó, ví dụ như là Trang đang ở nhà của Trang nè, cái địa điểm mà mình hướng đến là cái nhà của Trang phải không, và người nói là cũng là Trang luôn nha, vị trí của người nói là nhà của Trang nè, đi chip. Mình nói các bạn hãy đến nhà của tôi thì các bạn nói nè, nếu mà mình nói các bạn đến nhà của tôi, đến gần là cái điểm đến của người nói thì mình dùng ô tà. Còn mà mình đi sao ta? Ô tà là mình nói các bạn đến nhà của Trang thì ô tà, còn Trang mà đi ở chỗ khác thì đó là kha tà. Với cái khía cạnh của các bạn thì các bạn sẽ nói là kha tà, nhưng mà ở khía cạnh của Trang thì Trang sẽ nói với các bạn là u tà nha, u đi chì bé u xèo. Rồi các bạn sẽ trả lời là vâng, tí nữa tôi sẽ đến nhận cô, thì các bạn sẽ dùng kha tà nha. tất cả tất cả tất Nhưng mà bây giờ các cả bạn nói với Trang là các bạn đang ở lớp học nè, hỏi là chừng nào Trang đến thì các bạn nói thế nào? ơn 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 chê ơn chê ông kết sợi kêu 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 xin ấy các ôi cười ôn 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 cười cơ đấy ở ôn cơ xe đấy cô xí đấy ôi cười á, thì cái điểm các bạn nói là các bạn đang ở lớp học và các bạn nói với Trang là chừng nào đến lớp học Vâng. thì lúc đó các bạn dùng ô tà. Còn Trang ở ở khía cạnh của Trang thì Trang sẽ đi đến cái Vâng. lớp học đó thì mình sẽ dùng ca tà. Ca ta. Vậy thì nếu mà cô hỏi cô nói cô thì nói kiểu gì cũng đúng đúng không? Tùy theo vị trí của người nói đang ở đâu phải không ạ? Đúng rồi, tùy vào cái vị trí của người nói. Người nói là hoa cha, vị trí của người nói nằm chỗ nào. Nếu mà mình hướng gần, nếu mà đối phương hướng hướng tới cái địa điểm của người nói thì mình dùng ca tà. Còn người nói mà nói với đối phương á thì đó là dùng ô tà. Còn hai người đều ở xa cái địa điểm nói thì mình dùng cái nào cũng Dùng được hết. kata Ca tà hay ô tà cũng được hết. Nếu mà người nói và người nghe đang cách xa ở cái vị trí nào đó thì mình dùng ca tà hay ô tà đều được.
Rồi giờ mình nói các bạn nha, nếu các bạn bận thì đừng có đến, đừng có đến đừng có đến ngân hàng, à, đến đâu ta, đến nhà tôi. Nếu mà bận thì đừng có đến nhà tôi, nói sao đây? Bạc bạc bơ miên ủ đi chip về ủ chip mà siêu đúng rồi, bạc bơ miên ủ đi chip về ủ chip mà siêu đúng rồi. Rồi có một cái này hay nữa nè, bây giờ mình đang ở tầng 5, bây giờ Trang đang ở tầng 5 mà các bạn đang ở tầng 1, bây giờ mình kêu các bạn là hãy leo lên tầng 5. Đi lên à, tầng 5 thì mình dùng cái gì đây? Ô chừng ô chừng ô ô chừng ô chừng chỗ này nếu mà Trang đang ở tầng 5 nè, giờ Trang hiện tại là đang ở tầng 5, mình nói Trang nói các bạn hãy leo lên tầng 5 thì mình dùng ca tạ hay ô tạ đây? Ô tạ. Ô tạ chứ. Ô tạ. Ô tạ. Chưa nghe ô la ô xe ô. Ô la ô xe ô. Rồi rồi bây giờ các bạn đều ở tầng 5 hết, bây giờ mình kêu các bạn là hãy đi xuống tầng 1 đi thì nói nào, các bạn hãy đi xuống tầng 1 đi. Hãy đi xuống tầng 1 đi. Tại vì đang ở tầng, chúng ta đều ở tầng 5, Trang kêu các bạn cách xa Trang đi xuống tầng 1 đi thì đó là cái đó. Rồi, vậy thế này nha. Các bạn đang ở tầng 5 và Trang đang ở tầng 1. Các bạn, mình mới nói các bạn là hãy leo xuống tầng 1. Hãy đi xuống tầng 1, đi xuống tầng 1. Các bạn dùng từ nào đây? Đi xuống tầng 1. Mình đang ở tầng 1 đó nha. Nói sao đây? Nè đi ô. Nè đi ô ô xe ô. Nè đi ô tạ. Đúng rồi. Rồi. Hãy leo xuống tầng 1 nói thế nào? In chừng e, in chừng e. In chừng e. Nè đi ô. Ô xe ô. Ừ. In chừng e. Nè đi ô. Ô xe ô. Rồi có một cái địa điểm ở cái có một cái hay nữa nè. Bây giờ chúng ta đang ở trong cái phòng này ha. Mình đang ở trong phòng nè. Bây giờ mình nói rủ các bạn rồi, giờ thôi mình đi ra ngoài chứ. Không, giờ bây giờ mình đi ra ngoài. Đi ra ngoài là nakata này nhá. Vâng. Rồi, đi ra ngoài là pake nakashita ha. Chúng ta cùng đi ra ngoài và chúng ta đang ở trong phòng mà. Thì mình mới nói là Hake nakata. Còn Trang đang ở ngoài và các bạn ở trong phòng. Bây giờ Trang kêu các bạn là hãy ra ngoài nào. Hãy ra ngoài nào thì các bạn dùng nakata hay nauta đây? Nauta. Nauta. Ali bake nauseo. Thì cái người nói đang ở ngoài và kêu các bạn hãy đi ra ngoài ha. Còn cái người nói đang ở trong phòng cùng với các bạn mà cái người này rủ thì đi ra ngoài đi, thì lúc đó mình dùng nakata nha. Nakata nha. Các bạn phân biệt được chưa? Rồi. Cái chỗ này thấy nó dễ mà nó phải có ý thì nó không bị sai. Còn mình không để ý, mình không có biết phân biệt được. Cần hiểu một lần là không có quên được. Ok, bữa nay mình học tới đây. Bạn có cô giải thích tí cái phần bất quy tắc xì ốt nghe cô. À, xì ốt ha. Xì ốt. Các bạn trên Facebook cũng cho quý lắng nghe nha. Đâu rồi? Xì ốt. Khi mà xì ốt kết hợp với nguyên âm thì xì ốt nó sẽ bị mất đi. Ví dụ như là xây nhà đó, xì tà nè, mà các bạn cộng với ao vô thì thành gì đây? Chi ơi, nó bị mất xi ót đi, tại vì nó kết hợp với nguyên âm mà. Chi ơi, còn kết hợp với phụ âm thì nó vẫn giữ nguyên xi ót. Ita, ita, ita này là kết nói cái gì với cái gì lại á? Thì cái ita mình chia thế nào? Ơi,
ear. Khi mà kết hợp với nguyên âm thì nó bị mất short đi ha. Ô, ear vẫn vẫn giữ nguyên ear. À, cô từ từ lạc tà đấy. Từ nào chứ? Từ lạc tà, lạc tà. Lạc đà. Lạc lạc tà. Lạc tà là cái gì? Nát ta là khói 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 bệnh nhé. Nát ta, nát ta. Nát ta. Nayo. Nayo. Nó bị mất chiót đi. Nà ayo cái này không rút gọn được nhỉ? Từ cuối nó không như kết hợp dạng như a mà nó rút gọn chẳng hạn như đuôi của nó là la la thì bên có hai chữ a thì không rút gọn layo được nhỉ cô? Không, mình phải không có được kết hợp lại. Na ayo, na ayo. Như vậy người ta mới biết cái đây là cái bắt bị tắt siot. Không có, không có bị mất nha. Không có kết hợp lại nha. Na ta. Rồi, na ưi coi yo. Sẽ tốt. Na ưi coi vậy yo. Na ưi coi à prasơ. Rồi em thắc mắc ở chỗ đấy rồi. Dạ. Okay. Thắc mắc ở đấy hiểu. Dạ vâng, ăn kết sư mình ta. Để, rồi, các bạn nghỉ nha. Suga ha sư mình. Cảm ơn con. Suga ha sư mình ta. Mình đọc cái